Ngày 27 tháng 10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Huỳnh Thế Năng, sinh năm 1959, nguyên tổng giám đốc tổng công ty Vina Food 2, và Đinh Trường Chinh, sinh năm 1974, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hưng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định hai bị can trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, sử dụng khu đất số 33 Nguyễn Du và 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trong ngày 26 tháng 10, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên, theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định pháp luật để xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước.